Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Phiên giao dịch việc làm và tư vấn nghề nghiệp năm 2024 quận Ngô Quyền thu hút sự tham gia của 41 doanh nghiệp, đơn vị với hơn 5.500 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, góp phần tăng hiệu quả năng suất lao động. Quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm và tư vấn nghề nghiệp năm 2024. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Phiên giao dịch có sự góp mặt của 41 doanh nghiệp đơn vị tham gia với hơn 5.500 vị trí tuyển dụng tuyển sinh. Các doanh nghiệp đã cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm, ngành nghề đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ khí, công nghệ thông tin, kế toán, kinh doanh, bán hàng, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất giày da, may mặc, sửa chữa ô tô, xe máy, lễ tân đầu bếp. Đây là năm thứ hai phiên giao dịch việc làm và tư vấn nghề nghiệp quận Ngô Quyền được tổ chức, là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động. Từ đó, học sinh sinh viên chủ động học hỏi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng khả năng thích nghi với những biến động thị trường. 9 tháng năm nay, với sự nỗ lực của các cấp ngành địa phương, kinh tế xã hội huyện Tiên Lãng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 829 tỷ đồng, giá trị xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải đạt gần 530 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 7.120 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được bảo đảm. Toàn huyện có 17 sản phẩm OCOP, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 179,3 tỷ đồng, tăng trên 230% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ước hết 9 tháng đạt 50%. Huyện tập trung cao công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 3 tháng cuối năm 2024, huyện ủy Tiên Lãng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi 8 nhiệm vụ, trong đó khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề năm của thành phố, huyện. Từ đó đề ra giải pháp hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu nhiệm vụ, đẩy nhanh việc khắc phục thiệt hại sau bão số 3. Triển khai sớm kế hoạch sản xuất cây vụ đông năm 2024 và vụ đông xuân năm 2024-2025, chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, đẩy mạnh việc phân loại rác tại nguồn, tập trung cao công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước gắn với đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Với mục tiêu rút ngắn thời gian đi lại giữa các tỉnh Thái Bình, Nam Định với thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, giảm tải cho quốc lộ 10, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giữa hai tỉnh, thành phố Thái Bình, Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đang được Ban Quản lý Dự án và Liên danh Nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa với chiều dài hơn 411 m, bề rộng cầu 22,5 m. Xây dựng tuyến đường kết nối theo quy mô đường cấp 2 đồng bằng, mặt cắt ngang nền đường rộng 22,5 m, chiều dài gần 1.900 m và các công trình phụ trợ khác. Dự án được thực hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Diện tích đất sử dụng là 11,94 ha, trong đó thành phố Hải Phòng là 9,68 ha, tỉnh Thái Bình là 2,26 ha. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 760,6 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã hoàn thành bàn giao đủ mặt bằng từ ngày 28 tháng 9. Phía huyện Quỳnh Phụ cũng đã bàn giao đủ 1,62 ha mặt bằng. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công cọc khoan nhồi, bệ, thân, xả mũ, các trụ, tường chắn hộp, cọc đất, gia cố xi măng nền đường, dầm CVT. Hoàn thành 70 trên 109 cọc khoan nhồi, 18 trên 100 dầm CVT, 4 trên 11 trụ mố. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 155,5 trên tổng số 493 tỷ đồng. Tương ứng 31,5% giá trị hợp đồng. Theo quy định của Luật Thủy sản và Nghị định số 02 năm 2017 của Chính phủ, việc kê khai ban đầu là điều kiện bắt buộc để nhà nước xem xét hỗ trợ người nuôi thủy sản khi bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua, vấn đề này chưa được các địa phương cũng như người nuôi trồng thủy sản quan tâm nên gặp khó trong việc xem xét hỗ trợ. Câu chuyện tại một địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của quận Hải An trong trận bão số 3 vừa qua là một ví dụ. Gia đình anh Đoàn Văn Công tại phường Tràng Cát có 9.500 m2 nuôi tôm thẻ chân trắng. Bão số 3 đã khiến 90% lượng tôm nuôi của hộ gia đình bị mất. Tổng mức thiệt hại ước tính lên tới 400 triệu đồng.
Thêm vào đó, với cơ sở vật chất như hiện trạng, sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc để khôi phục. Toàn bộ khu vực ao nuôi tôm thẻ chân trắng như này đã bị thiệt hại hoàn toàn sau bão số 3. Và để có thể khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường, thì hộ gia đình phải mất ít nhất 2 tháng mới có thể khắc phục được. Bây giờ đang thu dọn những cái tàn dư của bão, nó dự vật dụng rồi là nó rơi vãi hoặc nó quăng quật thì mình thu gọn vào một khu vực để nó bắt đầu mình mới vào và sửa chữa được. Cơn bão này nó quá nên là mạnh và nước dồn mưa nhiều quá, đâm ra cũng bà con chúng tôi cũng không thể để lường trước được cái việc này. Theo quy định của Luật Thủy sản và Nghị định số 02/2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, thì để được hỗ trợ, các hộ nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện như sản xuất không trái với quy hoạch, có đăng ký kê khai ban đầu về số lượng diện tích nuôi, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Phường Tràng Cát có 31,8 ha nuôi tôm quảng canh, 3,5 ha nuôi tôm thâm canh bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. Tuy nhiên, việc kê khai ban đầu hầu như không được các hộ dân chú trọng. Địa bàn phường có diện tích nuôi trồng thủy sản cũng tương đối lớn, nhưng mà cái diện tích mà bị thiệt hại do bão thì vào khoảng cỡ trên 30 ha. Với tổng giá trị ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Từ trước nay thì người dân Tràng Cát thì chưa bao giờ thực hiện cái việc ra Ủy ban nhân phường để đăng ký kê khai cái việc nuôi trồng, cái việc canh tác, và cái điều kiện này là cái điều kiện đầu tiên mà trong cái văn bản hướng dẫn là phải có. Cho nên hiện nay chúng tôi cũng chỉ biết thống kê, báo cáo với quận và thành phố như vậy. Đề xuất hỗ trợ chúng tôi không dám đề xuất bởi vì nó không có đủ cơ sở theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Việc chưa chấp hành kê khai ban đầu không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn khiến các hộ dân bị thiệt thòi dù ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi môi trường làm việc có an toàn thì người lao động mới yên tâm làm việc. Thời gian qua, các đơn vị sử dụng lao động đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, qua đó góp phần tăng hiệu quả năng suất lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sao Mai đóng chân trong cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, chuyên gia công các sản phẩm may mặc. Do đặc thù, người lao động công ty thường xuyên phải làm việc trong môi trường có nhiều tác nhân độc hại. Bên cạnh đó, xưởng may lại là nơi tập trung nhiều hàng hóa, nguyên liệu thuộc nhóm dễ cháy. Chính vì thế, công tác bảo đảm an toàn lao động được doanh nghiệp quan tâm, chú trọng. Trang thiết bị để phục vụ cho vấn đề sản xuất. Chúng tôi từ cái quần áo đến các cái trang thiết bị găng tay đến cái liên quan đến phục vụ cho đảm bảo về an toàn lao động. Máy móc phải đảm bảo được cái công tác duy tu, bảo dưỡng để làm sao cái người lao động người ta vận hành nó không bị xảy ra lỗi và không gây ra cái sự tai nạn lao động trong quá trình sản xuất. Là đơn vị chuyên sản xuất bao bì, mặc dù sử dụng lượng công nhân không nhiều tại các vị trí do công nghệ yêu cầu sản phẩm, chủ yếu là máy móc thiết bị, song vấn đề an toàn lao động, bảo đảm sức khỏe cho người lao động được lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Anh đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng đã thường xuyên hàng tháng có tổ chức kiểm tra về công tác an toàn phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động thì được trang bị đầy đủ tùy theo từng bộ phận sản xuất, ví dụ như in, ghép thì người ta có sử dụng những mặt nạ để chống khí độc, kiểm định thiết bị định kỳ hoặc là đo điện trở cũng như là chống sét. Thực tế, phần lớn tai nạn lao động xảy ra có liên quan đến ý thức của người lao động. Có những trường hợp dù được trang bị bảo hộ lao động nhưng người lao động không sử dụng hoặc sử dụng không đầy đủ. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động, bản thân người lao động cũng cần có ý thức tự giác phòng ngừa rủi ro thì mới có thể hạn chế thấp nhất tai nạn lao động xảy ra. Thưa quý vị, điều cốt lõi để thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn là chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở phải mang lại lợi ích thiết thực cho họ. Bên cạnh đó, để thành lập được tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thì phải hiểu được mong muốn và kỳ vọng của doanh nghiệp, làm sao hài hòa được lợi ích đôi bên. Do đó, các công đoàn cơ sở đang nỗ lực để làm cầu nối, hài hòa lợi ích của cả người lao động và chủ doanh nghiệp vì sự phát triển chung của công ty, ghi nhận tại công đoàn một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng. Là một trong những công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp được thành lập sớm ở khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, công đoàn công ty trách nhiệm hoạn Aiko Thompson Việt Nam hiện là chỗ dựa vững chắc của hơn 1.000 người lao động công ty. Aiko Thompson Việt Nam có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, ngành nghề sản xuất chính là vòng bi và con trượt tuyến tính. Những thời điểm có đơn hàng tăng, công đoàn công ty đã trao đổi với chủ doanh nghiệp điều chỉnh một số phúc lợi như phụ cấp đi ca,
thời giờ nghỉ ngơi, chế độ cho lao động nữ, thưởng năng suất để thu hút tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Nắm bắt được mong muốn lớn nhất hiện tại của người lao động đó là được đảm bảo công việc và nâng cao thu nhập, ban chấp hành công ty cũng đã xây dựng được các mục tiêu trọng điểm và các biện pháp triển khai thực hiện chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, tích cực chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành công đoàn công ty đã phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức 12 cuộc đối thoại, 5 hội nghị người lao động, giải quyết 34 kiến nghị của người lao động liên quan đến thời giờ làm việc, điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi như tiền bữa ăn ca, bố trí nghỉ giữa giờ cho công nhân đi ca, tăng trợ cấp đi ca, giải quyết chế độ cho công nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID, thưởng thâm niên. Ban chấp hành công đoàn đã 5 lần tham gia xây dựng nội quy lao động, an toàn lao động, quy chế lương. Thỏa ước lao động tập thể hiện nay tại công ty có 25 điều khoản có lợi cho người lao động. Đáng chú ý, cán bộ công đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn để đề xuất với ban lãnh đạo công ty, từ đó góp phần tạo nên mối quan hệ sản xuất hài hòa trong doanh nghiệp. Phần cuối bản tin thời sự trưa nay là những thông tin dự báo thời tiết. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.